Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là dưới chân cầu Sài Gòn, và khu vực này là khu vực bên nhánh phường Thảo Điền, và trước mặt chúng ta đó là cái tòa nhà Landmark 81 ha, và cây cầu Sài Gòn phía dưới, và nơi đây là ở dưới chân cầu. Và hôm nay, hành trình hôm nay em sẽ gửi các anh chị và các bạn những hình ảnh về khu vực bên phường An Phú, An Phú ở quận 2 này, để mình xem bên cái nhánh An Phú nó khác gì với nhánh Thảo Điền không ha. Và trước mặt chúng ta đó là ngôi chợ, đó là chợ Thảo Điền. Ngôi chợ có hai cửa, cửa Tây và cửa Bắc. Và hành trình hôm nay em bắt đầu từ ở đây, và mời anh chị và các bạn chúng ta cùng đi tham quan ha, để xem những hình ảnh ở đây nó có gì khác so với ngày xưa hay không. Thì An Phú ngày nay được xây dựng cũng rất là đẹp và khang trang. Ngày xưa thì An Phú thuộc quận Thủ Đức, sau này mới tách ra thành phường của quận 2, nằm cặp bên con đường xa lộ Biên Hòa ngày xưa đó, xa lộ Biên Hòa Thủ Đức, xa lộ Thủ Đức, ngày nay là xa lộ Hà Nội đó, tại vì con đường đó bây giờ đi thẳng ra Hà Nội luôn, nên người ta gọi là xa lộ Hà Nội. Phía trước chúng ta đó là cầu Sài Gòn, là chúng ta sẽ đi ở dưới chân cầu ha. Thì khu vực này bên Thảo Điền này đang làm lại những cái dự án về đường xá, và con đường này đi thẳng qua bên kia đó là phường An Phú, phường An Phú và phường Thảo Điền nối liền với nhau thông qua một cái con đường cặp mé sông Sài Gòn này. Bảo ta nhìn ở trên đó là cây cầu Sài Gòn, xíu nữa chúng ta sẽ đi lên cầu và xem cái cầu ngày hôm nay như thế nào ha. Và đây là ở dưới gầm cầu. Ngày xưa ở dưới đây thì có những cái bè dừa nước, bè dừa nước rất là nhiều ở khu vực này nè. Ngày hôm nay mình nhìn thấy không còn nữa ha. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Hầu như bây giờ đã đô thị quá hết rồi, nên không có còn nhiều những cái cảnh như ngày xưa nữa. Thấy dưới gầm cầu nè, trồng hoa cũng rất là đẹp. Ở đây rất là mát mẻ, bởi rất là nhiều cây cối. Mình sẽ dạo quanh một cái vòng vài phút thôi ở khu An Phú, rồi mình sẽ đi lên cầu Sài Gòn qua bên kia đó là Bình Thạnh, và chúng ta sẽ tạm dừng. Khu vực này là đường số 19, đi tới một tí nữa là có cái Hùng Binh giao với đường Trần Não. Một đường Trần Não là một cái con đường trung tâm của An Phú này. Và chúng ta nhìn thấy những cái nhà cửa ở đây cũng rất là khang trang. Đây cũng có cái tiệm nước sơn, trang trí nội thất, cây cối thì rất là nhiều. Và bên đây có rất là nhiều hàng quán, rồi trà sữa, rồi nha khoa, Viễn Dương. Chúng thấy ngập trời những biển hiệu nè. Đây, những biển hiệu đây. Mình thấy là An Bình, Thu Âm, rồi Bất Động Sản, rồi Trường Ngoại Ngữ, rồi Bếp Điện Từ, Hotel Á Lộc, A10, nằm ở đường số A10, đường Trần Não. Rồi bên đây là gì?
Hot and Cool, rồi Kichi Kichi, rồi Nha Khoa Viễn Dương, rất là nhiều luôn. Rồi Điện Máy Xanh, đằng kia Ngân Hàng, ACB, đường thì rất là lớn. Thì con đường Trần Não này mới vừa được mở rộng thôi, chứ ngày xưa thì nó không có lớn như thế này, chỉ bằng phân nửa này thôi. Và thẳng con đường này chúng ta sẽ đi đến đường Mai Chí Thọ, hầm Thủ Thiêm luôn. Nhưng mà hôm nay chúng ta không có đi qua hầm, mọi xíu nữa mình sẽ hoành trở lại để đi lên cầu Sài Gòn để xem những hình ảnh cây cầu ngày hôm nay như thế nào ha. Và để đi lên cầu Sài Gòn từ con đường Trần Não này, chúng ta có hai cách, hai hướng đi. Thứ nhất là đi dưới gầm cầu Sài Gòn nhà, một qua bên tay phải lên cầu. Rồi, hướng thứ hai là mình đến xa lộ Hà Nội, rồi mình quẹo phải và mình quanh trở lại. Một chút xíu nữa mình sẽ đi hướng số 2 nha. Mình sẽ đến đường xa lộ Hà Nội quẹo phải. Mình không đi xuống gầm cầu nữa, tại vì gầm cầu lúc nãy mình đã đi rồi. Mình đi thêm một hướng nữa để các anh chị các bạn thấy cái hình ảnh ở đây như thế nào. Đoạn này mình đi ngắn thôi, mình sẽ quành trở lại. Đoạn này là phường An Phú. Đối với đường Trần Não ngày xưa thì có rất là nhiều quán cà phê, quán nhậu nằm ở cặp mé sông. Bây giờ chúng ta sẽ qua đường nha. Quận 2 thì cũng rất là lớn. Chúng ta sẽ lần lượt đi từng khu từng khu, để các anh chị các bạn có thể hình dung được cái Sài Gòn của chúng ta ngày hôm nay nó như thế nào. Và thông qua đó thì cũng gửi lời nhắn nhủ, chia sẻ, hỏi thăm sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cho bà con mình lúc nào cũng luôn vui vẻ và mạnh khỏe, để hàng ngày xem Vinh Lâm TV, xem về Sài Gòn, xem về những cái cuộc sống ở đây và cái khu phố ở đây, ở Sài Gòn này. Biết đâu trong những cái hình ảnh đó thì chúng ta lại bắt gặp những cái khu phố thân quen, những căn nhà mà ngày xưa chúng ta đã từng có một thời gian gắn bó về cái nơi đó. Bây giờ chúng ta đang hoành trở lại nè, và hướng thẳng hướng này mình sẽ đi đến cầu Sài Gòn. Chúng ta sẽ cuối đường chúng ta sẽ quẹo phải nha, quẹo phải rồi mình xuôi chiều theo xe chạy đó, rồi mình đi đi qua đường, mình sẽ đi một đoạn cái đường xa lộ Thủ Đức ngày xưa. Và ở đây cũng có rất nhiều ngân hàng. So với cái bên Thảo Điền thì cái khu bên đây đường xá nó hầu như nó thông thoáng hơn, nó đỡ hơn, nó đỡ phải sụt lún hơn, do cái địa chất bên đây có vẻ hơi nó chắc hơn. Theo em nhìn thấy là như vậy ha. Bên kia có lẽ trời mưa là thường xuyên bị ngập, ở bên đây thì không có bị ngập. Hôm qua Sài Gòn mưa liên tục, mưa rất là dai, mưa không có lớn nhưng mà mưa lâu. Và đến đây chúng ta sẽ quẹo bên tay phải. Nếu mà đi hướng bên tay trái thì chúng ta sẽ đi dưới gầm cầu Sài Gòn đó, theo cái con đường lúc nãy nè. Và đây là cái bùng binh nè, là mình sẽ vòng qua hướng bên phải này. Thì ngày xưa thì em cũng có một đôi ba lần đi đến khu này thôi, nên thành ra những cái ký ức, những cái nhận định về khu này cũng hơi ít, nên chúng ta chỉ cập nhật thôi, cập nhật số hình ảnh ở bên đây để xem ngày hôm nay nó như thế nào. Nếu mà các anh chị
đã có thời gian ở ở đây ngày xưa thì mình cũng có cái để hình dung. Mà ở đây chúng ta vẫn đi trên đường Trần Não nha. Ngày xưa thì Trần Não nói liền từ hầm Thủ Thiêm, liền từ Thủ Thiêm cho đến xa lộ Hà Nội này. Ở đây thì có cái siêu thị Metro. Ở phía trước mình đó là cây cầu cầu Đen 2, và bên kia là đường xa lộ Hà Nội. Xa lộ Hà Nội bên kia chúng ta đi cái con đường nhỏ nằm ở trong đây, để mình xem ở trong đây như thế nào ha. Rồi xíu nữa mình sẽ đi qua qua cầu và đi đến cái đường xa lộ Hà Nội để mình đi lên cầu Sài Gòn. Đối với trong đây thì có một cái siêu thị Metro, Metro Bình Phú. Ủa, Metro An Phú. Bình Phú là quận 6 rồi. Ở đây là An Phú quận 2. Cái siêu thị ở đây, Metro ở đây thì họ làm giống như là ở siêu thị Amazon vậy đó. Cũng là kệ kệ đồ, đồ theo giá sỉ, mua lốc. Chứ những sản phẩm ở đây thì hầu như là ít có lẻ lắm. Ví dụ như kem đánh răng thì người ta để nguyên combo 4-5 cây, 4-5 tiếp kem và 1-2 cây bàn chải gì đó. Rồi xà bông tắm thì một lốc 4-5 cục. Mà hình như là cái hình thức hoạt động của siêu thị này không được thành công cho lắm, nên mình nhìn thấy nó cũng hơi vắng. Hồi lúc mới ra đông lắm, nhưng mà không biết bây giờ như thế nào. Em đi là cách đây 6 năm rồi, 6 năm rồi không có đi vô siêu thị đó nữa. Tại vì một phần là nó ở xa, một phần thì nó mất tiện. Có những cái mình muốn mua ít nhưng mà mình mua ít không được, phải mua nhiều. Thì ở Sài Gòn thì đường xá chợ búa rất là gần với chỗ ở, nên thành ra không thích hợp để mình mua dự trữ. Mua dự trữ để lâu không xài không hết, thành ra bị hư. Do ở nhà cũng ít người nữa, nên thành ra không phù hợp với một số người như em đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm đường qua cầu, mình sẽ qua cái đường xa lộ Hà Nội ha. Sẽ có một cái con đường để đi qua bên xa lộ Hà Nội và chúng ta đi thẳng lên cầu. Đó, phía trước chúng ta đó có con đường nhỏ nhỏ đó. Ở đây thì có những cái block chung cư nè, chúng ta thấy rất là nhiều block chung cư ở đây cặp theo cái xa lộ Hà Nội này. Và bên tay phải chúng ta đây là cái siêu thị Metro lúc nãy em nói đó. Ở đây rất là lớn. Mà làm giống thiết kế giống như là thấy các anh chị khác quay ở nước ngoài, ở Mỹ đó. Costco, bãi xe rất là lớn. Rồi bên trong thì thiết kế thì những cái tấm tôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi quẹo trái. Và con đường chúng ta đang đi là đường Sông Hành. Trái đi ra cái
Nội ha, xa lộ Thủ Đức, xa lộ Biên Hòa ngày xưa đó. Mình sẽ quẹo phải để lại đằng kia mình sẽ hoành trở lại. Ở đây sẽ có một cái đèn xanh đèn đỏ để chúng ta đi qua nè. Bây giờ xa lộ Hà Nội làm rất là đẹp, rất là lớn, hai bên trồng cây rất là nhiều, những cái tuyến đường ở đây rất là hiện đại. Ta sẽ quẹo trái ha. Đây là building Battery và Gateway. Cái chung cư này hôm bữa em có đi đi vô nè, bạn chị Bảy là ở đây nè. Rồi chúng ta sẽ quẹo trái và trước mặt chúng ta đó là cái cầu đường ray tàu điện, tuyến metro đó. Và khu vực này, con đường này chúng ta sẽ không thích hợp để chạy dọc, mình sẽ đi lẹ thôi, tại vì đường này mình không được chạy chậm để cản trở người khác, do xa lộ mà nó khác với đường nội ô. Cái hình ảnh tổng quát, hình ảnh sơ bộ gửi anh chị bạn về khu vực đường xa lộ Hà Nội này thôi. Em cũng cố gắng chạy trong lề và chạy tốc độ vừa phải để bà con mình xem cho nó không bị chóng mặt. Chúng ta chạy theo cái tuyến metro nè, tuyến tàu cao tốc, tàu điện cao tốc này, nhưng mà không biết bao giờ mới xong đây. Cái tuyến này đi đến Suối Tiên á, Suối Tiên từ chợ Bến Thành cho đến Suối Tiên. Đường xa lộ Hà Nội ngày nay rất là lớn ha. Nếu theo hướng này mình sẽ đi về quận Nhất nè, Bình Thạnh nè, và hướng ngược lại mình sẽ đi về Thủ Đức, rồi đi ra Bắc luôn, ra Hà Nội luôn. Ngày xưa thì cây cầu Sài Gòn này là một trong những cây cầu huyết mạch của hướng đông Sài Gòn. Khi mà những cái lưu lượng xe cộ di chuyển, những nhu cầu đi về các tỉnh miền đông như Đồng Nai, Bến Tre, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, thì cái cầu Sài Gòn này là một những cái cầu huyết mạch. Ngoài những cây cầu này thì còn có cầu Bình Lợi và những con đò ở ven bến Bạch Đằng, và những con đò nhỏ nữa, rất là nhiều đò. Ngày xưa thì không có nhiều cầu nên đò cũng là cái phương tiện để rất là nhiều anh chị cô chú mình mưu sinh ở đó. Chứ các bạn thì chắc có lẽ là không có ai thời đó mà là các bạn rồi ha, chỉ có anh chị cô chú. Rồi chúng ta bắt đầu đi lên cầu Sài Gòn nha. Đây là cây cầu cũ, cầu 1, cầu Sài Gòn 1, và hướng bên kia là cầu Sài Gòn 2. Ngày nay có hai cầu Sài Gòn,
để giảm cái lưu lượng kẹt xe giờ cao điểm đó, nên thành ra phát sinh thêm một cây cầu nữa. Và chúng ta nhìn bên đây đó là khu Vincom Landmark, khu đô thị cũng cao cấp dọc theo sông Sài Gòn này. Đây là một số hình ảnh ở khu phường An Phú gửi các anh chị và các bạn. Đó có lẽ cái video này cũng hơi dài, nên thật ra của chú anh chị và các bạn thông cảm, vì nó cũng hơi, con đường nó cũng hơi dài rồi ngoằn ngoèo, và chúng ta nhìn thấy được cái khung cảnh ở cái phường An Phú và cái cầu Sài Gòn ngày nay. Để biết đâu trong những hình ảnh này các anh chị các bạn lại có những cái ký ức về khu này, và bây giờ chúng ta có dịp nhìn lại cây cầu ngày hôm nay nó như thế nào sau bao cuộc đổi thay. Bây giờ thì xin chào và em lại cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo nha. Hai video về quận 2 ngày hôm nay. Hy vọng là sẽ phát thảo được hình ảnh gì đó để cô chú anh chị và bạn hình dung được khu Thảo Điền và khu An Phú và hướng lên cầu Sài Gòn ngày nay. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.